Nếu bạn là con trai hay là đàn ông thì bạn luôn luôn có một cái câu hỏi trong đầu là làm sao để cho cậu nhỏ dài hơn. Bạn lên mạng mà tìm hiểu đủ cách hết, nào là thuốc uống, nào là thuốc bôi, nào là gel, nào là các máy tập hay là các chương trình tập, nhưng mà cuối cùng câu hỏi đặt ra là chúng có hiệu quả hay không. Và khoan, ngay từ đầu là phải hỏi lại cái kích thước cậu nhỏ, nếu mà mình muốn làm to lên đó thì cái chuyện đó có cần thiết hay không, mà tại sao bạn lại muốn nó làm to lên như vậy. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cái nội dung này. Nào, chúng ta bắt đầu. Các bạn nghĩ kích thước cậu nhỏ trung bình là bao nhiêu? Bác sĩ hỏi những cái bạn trai xung quanh á thì đa phần các bạn trai trả lời đâu đó cỡ 15, đâu đó cỡ 17. Một số bạn nữ thậm chí còn trả lời cao hơn như vậy nữa, 18 luôn các bạn, 18 luôn các bạn. Nhưng mà sự thật thì có như vậy không? Nếu mà bác sĩ tiến hành một cái khảo sát nho nhỏ đi để cho các bạn tự đến xung phong tình nguyện cung cấp cái số liệu đó đó, thì những cái bạn nào có chiều dài to hoặc là các bạn thường sẽ có khuynh hướng là đo nó dài hơn so với thực tế, và các bạn đến các bạn cung cấp số liệu đó, chứ là chúng ta có khuynh hướng phóng đại cái kích thước lên. Nhưng mà nếu như bác sĩ thực hiện cái khảo sát đúng nghĩa luôn, bác sĩ sẽ dùng một cái thước, bác sĩ đo từ vùng gốc của cậu nhỏ đến vùng đầu của cậu nhỏ, mình không tính cái phần da bao quy đầu nha, từ gốc tới phần đỉnh của quy đầu đó, thì kích thước này đo trên 15.000 người ở nhiều quốc gia khác nhau, người ta ghi nhận là chiều dài dương vật lúc cương cứng là cỡ 13.24 cm và chu vi lúc cương cứng là cỡ 11.66 cm. Và cái kích thước này nó sẽ thay đổi tùy vào vùng miền, tùy vào dân tộc, tùy vào màu da, tùy vào tuổi tác và tùy vào cái nội tiết tố nam bên trong. Như vậy là nó có sự dao động và nó rất khác nhau, không có một con số nào được gọi là chuẩn cả. Như vậy các bạn thấy là cái số liệu mà các bạn thường đưa cho bác sĩ nó thường cao hơn so với lại cái số được đo trực tiếp từ các nhà nghiên cứu được đăng trên những cái tạp chí uy tín đó. Mà tại sao các bạn lại có những hình ảnh này để rồi các bạn mong muốn làm to lên? Có một cái khảo sát cho rất nhiều đàn ông thì hỏi họ là họ có hài lòng về cái kích thước dương vật của họ hay không, thì có 55% người đàn ông là hài lòng, còn 45% còn lại là không hài lòng. Thì nếu mình đem cái câu hỏi đó mình hỏi những cái người phụ nữ thì thấy là 85% những người phụ nữ này họ rất là hài lòng với cái kích thước của các anh. Vậy thì tại sao có đến 50% đàn ông không hài lòng đến như vậy? Đó là bởi vì những cái nguyên nhân sau đây. Có thể do những cái áp lực trong cộng đồng, tức là những người nào có cái kích thước đồ sộ hơn thì sẽ có cái bản lĩnh nhiều hơn, còn những người nào mà kích thước khiêm tốn quá thì sẽ yếu. Và cái thứ hai là bây giờ phim ảnh nó dễ coi lắm các bạn. Ta lên mạng chúng ta mở lên một cái là chúng ta có thể thấy được những thước phim hay ho liền. Và trên đó những cái nhân vật ở trong phim từ là những người mà có hàng tuyển thôi, người ta sẽ chọn những người nào mà thân hình đẹp ha, và chiều dài dương vật cũng khá là tốt. Và khi mà các bạn coi những cái anh này, các bạn lấy đó làm chuẩn thì các bạn thường nghĩ là các bạn nhỏ hơn. Và cái thứ ba là các bạn lên mạng các bạn thấy không, rất là nhiều những cái thông tin nhiễu loạn, và những cái thông tin từ các viện nghiên cứu thì nó rất là ít, mà đọc nó cũng khó nữa. Và cái việc thiếu thốn thông tin này cộng với lại phim ảnh ha, cộng với lại những cái áp lực trong xã hội đã làm cho đàn ông có cái nhìn hơi lệch lạc về cái chiều dài trong thực tế, và họ thường có nhu cầu mong muốn là làm cho nó to lên. Nhưng mà khi cái mong muốn này nó càng ngày càng mạnh đó, thì các anh sẽ gặp phải những cái vấn đề tâm lý, những cái vấn đề sức khỏe tâm thần, lo lắng hay là cảm thấy tự ti về bản thân, và cuối cùng nó dẫn đến một cái hệ lụy đó là yếu sinh lý, rối loạn cương dương. Thực tế thì cũng có một cái chứng ta gọi là chứng dương vật ngắn, chứng dương vật nhỏ, tức là xuất hiện ở những cái người mà gặp phải những cái bất thường trong quá trình phát triển, trong quá trình dậy thì, hay do những cái đột biến gen, hoặc là do nội tiết tố nam bị giảm rất là thấp, dẫn tới là chiều dài dương vật lúc cương cứng chỉ dưới là 7.5 cm thôi, và nó không đạt được những cái chức năng làm cho hài lòng bạn tình của mình. Và nếu như bạn thỏa những cái tiêu chuẩn chẩn đoán của cái chứng này á, thì bạn cần phải được theo dõi bởi các chuyên gia y tế nè, cần được theo dõi bởi bác sĩ nội tiết hoặc là bác sĩ tiết niệu để mình có thể can thiệp những cái liệu pháp điều trị hoặc là phẫu thuật nếu cần. Vậy thì những cái anh mà không mắc bệnh mà muốn cho mình có thể cải thiện được cái chiều dài thì chúng ta có những cái biện pháp nào? Thì nhắc lại là nếu các bạn lên mạng, các bạn coi cái quảng cáo như là dùng thuốc uống, vitamin, cái thực phẩm chức năng hay là thuốc gel gì đó để bôi cho nó dài ra cỡ 4-5 cm, thì cái chuyện này nó không có. Mà thực tế là những cái thuốc mà làm tăng chiều dài nó chứa những cái thành phần có thể điều trị những cái bệnh lý như rối loạn cương dương, tức là nó làm cho khi mà dương vật cương lên thì máu đẩy tới nhiều hơn. Và những cái thành phần này nó không có cái liều lượng rõ ràng, cũng như là không có cái hướng dẫn sử dụng bài bản. Giả sử các bạn muốn tăng chiều dài là các bạn dùng 2 viên, 3 viên, nó rất là nguy hiểm, đặc biệt là những cái người mà có sử dụng kèm những cái thuốc hạ huyết áp hay là nitrate, nếu dùng chung có thể gây hạ huyết áp đến mức nghiêm trọng và thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng của mình luôn. Ngoài ra đó, các bạn thấy là trên mạng nó cũng có những cái bài, những cái chương trình luyện tập để tăng kích thước, thì rõ ràng không có một cái chương trình nào ở đây cả các bạn nha. Những cái máy tập, ví dụ như chúng ta có máy tập Kegel nè, chúng ta có máy hút chân không nè, thì máy tập Kegel là nó sẽ giúp cho các bạn tập Kegel tốt hơn, tập Kegel đều đặn hơn, và nó ổn định được cái chức năng của cái cơ sàn chậu, cải thiện được tình trạng yếu
sinh lý như rối loạn cương dương hoặc là xuất tinh sớm, nhưng mà cuối cùng nó cũng chẳng tăng chiều dài qua năm tháng đâu các bạn ơi. Các bạn mua những cái máy mà nó từ những cơ sở không uy tín thì nó lại càng không hiệu quả nữa. Cái máy thứ hai đó là cái máy hút chân không. Các bạn thấy là rất nhiều những cái trang mạng nó đăng cái máy này lên. Và cái máy này hoạt động như thế nào? Bạn đưa nhân vật vào bên trong máy, bạn khởi động máy thì máy nó sẽ tạo một cái lực hút ở bên trong và nó kéo máu về tới dương vật và làm cho dương vật cương lên. Sau đó bạn lấy cái máy ra thì nó có một cái vòng thắt ban đầu á, ở vùng gốc của dương vật, nó sẽ làm cho chèn ép những cái tĩnh mạch đưa máu về tim và làm cho dương vật giữ được cái độ cương đó. Thì với cái cơ chế này, cái máy hút chân không nó chỉ có tác dụng là điều trị cái bệnh lý rối loạn cương dương mà thôi, chứ bạn xài 5 tháng 6 tháng nó cũng chẳng có tác dụng là kéo dài ra hơn. Và thậm chí nếu bạn lạm dụng cái máy này thì nó gây ra những cái tổn thương, những cái chấn thương thì nó lại càng nguy hiểm nữa. Chưa kể là bạn mua những cái máy ở những cái cửa hàng đồ chơi chứ không phải là những cái cửa hàng uy tín nữa, thì các bạn hiểu được cái hậu quả là như thế nào rồi nhá. Nói tóm lại là nếu mình mua máy nó cũng chẳng có cải thiện gì đâu, nó chỉ giúp cho bạn điều trị những cái vấn đề sinh lý mà thôi. Như vậy cái cách hữu hiệu nhất cho tới bây giờ là gì? Đó là phẫu thuật các bạn nha. Nếu bạn muốn tăng độ dài thì bác sĩ sẽ cắt cái dây chằng treo dương vật để cho dương vật nó hạ xuống và tạo cảm giác nó dài hơn. Tuy nhiên là nó cương thì nó cũng không có khác biệt gì lắm. Còn nếu bạn muốn tăng về chu vi thì một số nơi có thể tiêm hóa chất hoặc là tiêm mỡ vào ở trong dương vật, hoặc là bác sĩ có thể sử dụng vật liệu để đắp vào thân cậu nhỏ làm cho cậu nhỏ có vẻ dày và đồ sộ lên. Nhưng mà các phương pháp này thì vẫn còn đang trong nghiên cứu và cái tính hiệu quả của nó theo năm tháng thì vẫn còn được đánh giá. Tuy nhiên các bạn cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng về những cái rủi ro của những cái thủ thuật hoặc là phẫu thuật như thế này, bao gồm là sẹo sơ, hoại tử, nhiễm trùng, đào thải vật liệu, thay đổi cảm giác tê bì hoặc là đau nhiều hơn, hoặc là vẻ ngoài của cậu nhỏ không được như ý, và cũng tùy vào loại chất liệu mà theo năm tháng nó sẽ mất đi. Thế là bạn phải đến gặp cái người đó làm thêm mấy lần nữa để cho nó bự lên. Có nghĩa là chúng ta phải cân nhắc, rất là cân nhắc những cái biện pháp làm cho cậu nhỏ tăng kích thước. Như vậy các bạn nghe bác sĩ nói xong thì chúng ta thấy là không có một cái phương pháp nào đảm bảo 100% là các bạn sẽ hài lòng sau khi thực hiện cả. Nhưng bác sĩ có những cái mẹo để làm cho cậu nhỏ của bạn có thể trở nên đồ sộ hơn. Nếu mà chúng ta đã trải qua giai đoạn phát triển rồi mà chúng ta không mắc chứng dương vật nhỏ đó, thì các bạn có thể thực hiện những cách sau đây để cải thiện cái vẻ ngoài của mình. Đó là thứ nhất, nếu các bạn thừa cân, béo bụng thì cái mỡ vùng bụng, đặc biệt là cái mỡ vùng mu, nó sẽ che đi một phần dương vật và nó làm cho cậu nhỏ trở nên ngắn hơn. Thì lúc này các bạn cần phải chú ý về cái thói quen ăn uống của mình nè. Các bạn chăm tập thể dục lên để cho mình giảm cân và mình giảm cái mỡ vùng bụng lại thì cậu nhỏ có vẻ lộ ra ngoài nhiều hơn. Áp dụng cái nguyên tắc đó, nếu các bạn có nhiều lông vùng mu quá mà những cái lông này nó rậm rạp, nó che mất đi cái phần một phần nào đó của cậu nhỏ, thì các bạn cũng nên tỉa bớt hoặc các bạn cạo bớt để cho nó lộ ra hơn. Và cái điều quan trọng là các bạn phải luôn luôn đảm bảo cái sức khỏe sinh lý của mình. Có nghĩa là sao? Nếu như các bạn gặp các chứng rối loạn chức năng tình dục như là rối loạn cương dương đi, thì máu sẽ không bơm về dương vật tốt. Lúc đó khi bạn cương lên thì cái cậu nhỏ nó sẽ mềm và nó không đạt được cái kích thước tối đa. Như vậy những cái cách để cải thiện sức khỏe sinh lý đó là gì? Đó là bạn phải ăn uống đầy đủ, các bạn phải ngủ nghỉ đầy đủ, các bạn phải có những cái cách giảm stress, các bạn phải thường xuyên tập Kegel, các bạn phải giảm thuốc lá và rượu bia lại. Mà nếu như các bạn đã thực hiện những cách này rồi mà các bạn vẫn bị rối loạn cương dương, các bạn vẫn bị xuất tinh sớm, các bạn tự ti, thì khuyên các bạn nên đến gặp chuyên gia để được điều trị và hỗ trợ các giải pháp triệt để nhất có thể. Một cái ý nữa là nếu bạn mắc các vấn đề về da quy đầu, nó làm cho ví dụ như là hẹp da quy đầu hay là bán hẹp da quy đầu, khi các bạn cương lên thì cậu nhỏ tạo cảm giác đau khó chịu và nó cũng sẽ ảnh hưởng tới chiều dài của mình luôn. Thì nếu các bạn mắc chứng này, khuyên các bạn đến gặp bác sĩ để được giải quyết về cái da quy đầu này nha. Và cái cuối cùng rất là quan trọng là các bạn phải trao đổi với người yêu của mình. Các bạn phải phá vỡ những cái rào cản giữa bạn với người yêu. Bạn phải tìm hiểu xem là cái nhu cầu của bạn là gì, nhu cầu người yêu là cái gì. Với cái kích thước như thế này nè, thì người yêu của bạn có thật sự hài lòng hay không? Mình đừng có tự nghĩ, tự diễn, tự đoán để rồi mình làm cho mình mất kết nối, mình tự ti bản thân và cuối cùng cả hai đều không có hài lòng luôn. Còn nếu thật sự bạn mắc cái chứng dương vật ngắn, dương vật nhỏ thì đừng ngại ngần tìm đến chuyên gia. Các bác sĩ sẽ ngồi hội chẩn lại với nhau để giải quyết tình trạng của bạn nhé. Một mẹo cuối cùng rất quan trọng, bạn muốn hạnh phúc hơn không? Đó là các bạn phải lưu cái video này, các bạn coi tới, coi lui, bạn coi đi, coi lại. Nếu các bạn có những cái suy nghĩ là sao của mình nó ngắn quá như vậy. Và nếu các bạn thấy hay nữa thì các bạn phải like, share ha, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông kế bên để xem những cái video bổ ích sắp tới nha. Mỗi lần các bạn thấy mình ngắn, các bạn thấy mình yếu ớt thì hãy coi video này, nhắc lại là đừng có so sánh nữa. Mà nếu vẫn so sánh á thì bạn giảm bớt coi phim ra đi. Bác sĩ có làm video về cái chủ đề này rồi. Sài Gòn Medicine và bác sĩ Phong chào thân ái và hẹn gặp lại các số video sau của series Tâm sự cùng bác sĩ nha.